Xin kính chào quý vị khán giả của Cụ Hẹn Cuối Tuần. Kính thưa quý vị, việc một người ca sĩ có được một tác phẩm gắn liền với tên tuổi của mình thì luôn luôn là một niềm hạnh phúc hết sức lớn lao. Việc một giọng ca khi cất lên mà mọi người nhận ra ngay cả khi mà chưa nhìn thấy mặt, thì theo tôi đó là một sự thành công của một người ca sĩ rồi. Và quý vị sẽ nhận ra điều tôi nói khi nghe giọng hát này. Bây giờ em biết vì sao gặp nhau biển số sóng trào, ngồi nghe chiều yên gió lặng giữa muôn vạn hoa. Vâng, và xin giới thiệu khách mời của Cuộc Hẹn Cuối Tuần ngày hôm nay, ca sĩ Thu Phương. Xin được gửi lời chào trân trọng đến khán giả đang theo dõi chương trình Cuộc Hẹn Cuối Tuần. Xin được chào anh Long Vũ, xin chào ban nhạc và xin chào nhóm bè. Cảm ơn Thu Phương. Tôi được biết rằng là Phương cũng rất là bận, nhưng mà nghe nói là cũng chăm xem Cuộc Hẹn Cuối Tuần lắm đúng không? Thu Phương xem từ mùa 1 đấy ạ. Từ lúc phiên bản khác một chút cho đến lần này. Mình phải tin rằng có những cái điều gì đó mà từ vũ trụ gửi tin nhắn cho nhau, thông điệp cho nhau, và phải đủ duyên. Bởi vì Thu Phương vẫn nghĩ rằng là chắc có lẽ mình không có cơ hội tham gia, nhưng mà rồi ngày hôm nay đứng ở đây, dạ vâng, tuyệt vời, dạ. Rồi cảm ơn Thu Phương. Nhưng mà chương trình có hay không? À, lạ, đặc biệt. Chứ bởi vì nếu mình thấy hay hay là dở thì sẽ có so sánh, hay là xinh hay là chưa xinh thì cũng có so sánh. Tôi thấy lạ và đặc biệt thì là không có so sánh ạ. Lạ và đặc biệt. Vâng, cảm ơn Thu Phương. Câu trả lời rất là thông minh. Một chương trình Cuộc Hẹn Cuối Tuần hết sức lạ và đặc biệt. Dạ. Nhưng thể với Thu Phương là cũng hay đấy. Không, chắc chắn rồi ạ. Chắc chắn. Rồi, cảm ơn Thu Phương. Xin mời Thu Phương vào đây, chúng ta uống nước. Hello, xin chào. Xin chào. Ui. Đúng rồi, chị thích đúng không ạ? Hơi xanh, đúng rồi, màu Phương thích lắm luôn á. Khi mà em biết được là hôm nay em có cơ hội được gặp chị Phương cũng như là được pha đồ uống của chị Phương, thì trong đầu em nghĩ ngay ra một món rất nổi tiếng mà nó đã giành chiến thắng ở một cuộc thi tại Việt Nam vào năm 2015. Wow. Nó có cái tên ban đầu là Hà Nội Autumn, tức là Thu Hà Nội. Và bây giờ thì nó rất nổi tiếng với tên là cốm. Đúng rồi, màu đẹp nhỉ. Mình nhìn thấy là mình đã liên tưởng đến ngay cái chữ cốm rồi. Dạ vâng, nó là vị cốm được làm ra bởi anh Phạm Bá Ly, vô địch cuộc thi sáng tạo cocktail sử dụng nguyên liệu Việt vào năm 2015. Thế à. Vâng, thế thì xin mời Việt đi. Việt dạ vâng, cho xin phép làm mọi người cùng thưởng thức. Wow. Rồi, thế nào? Ngắm nhìn không gian mà mọi lần mình chỉ được xem trên TV thôi ạ. Đấy, hoặc là mình xem trên mấy nền tảng mạng xã hội thôi. Vì mọi người share đi rất là nhiều ạ. Vậy cuối tuần thì khách mời được tham gia nhiều thử thách lắm đấy nhá. Xin thông báo trước là như vậy. Các cụ ngày xưa hay nói là lời chào thì cao hơn mâm cỗ đúng không ạ? Đúng rồi. Nhưng mà mình cũng có cỗ cơ, có quà, có quà luôn nữa. Vâng, có quà cho mọi người luôn. Vâng, Phương có quà cho mọi người, dạ. Vậy anh chờ xíu nhá. Ok, ok. Quà cho ban nhạc luôn. Đấy. À, mà Hải Phòng thì không có lòng vòng đâu. Đấy, quà là phải quà đàng hoàng. Dạ đây. Rồi, nó có quà. Quà của mọi người. Dạ. Đến từ quê hương của mình. Dạ, có chí trương đàng hoàng. Ngon quá. Đây, anh em cứ cầm cái nhá. Bánh mì que cộng với chí trương thành bánh mì cay. Dạ. Hôm nay là mình có kết hợp rất hay nhá. Cốm Hà Nội này, dạ. Bánh mì que Hải Phòng này. Dạ. Mà cái này gọi là chí trương. Chí trương, vâng. Báo cáo quý vị khán giả là ở Hải Phòng người ta gọi tương ớt nó là chí trương. Dạ vâng, đúng nó rồi. Xuất phát là từ vì ngày xưa là người Hoa người ta dạ ở vâng, đó. Dạ vâng. Nó có từ là chí trương. Dạ, dạ. Thế nên là mình đọc quen nó thành chí trương. Chí trương, dạ vâng, đúng rồi. Bản thân nó là tương ớt. À, ngã ba chợ Cột Đèn. Ngã ba chợ Cột Đèn. Dạ vâng, là ngay nhà mình luôn. Những cái gia vị ở trong này nó cũng sẽ có một chút khác biệt, vì nó tạo cái mùi hương rất là khác. Vâng. Thơm hơn. Nó thơm hơn đúng hơn. Nó cũng cay hơn. Chỉ có điều là mình cũng chưa biết được là nhậu bánh mì với lại uống cocktail thì nó sẽ như thế nào, mình chưa nó biết. Nó sẽ rất lạ và đặc biệt ạ. Rất lạ, đấy không? Và là rất lạ và đặc biệt. Được. Đấy. Vâng, đặc biệt. Cái này là để cho anh em hết. À. Anh nhấn một cái thôi. Rồi, ok. Hãy về với Hải Phòng quê em một lần đi, anh sẽ thích ngay cho mà xem. Không phải chỉ có bánh mì đâu. Không, Hải Phòng mình còn nhiều lắm. Rồi. Còn nhiều lắm. Hải Phòng là không còn đâu.
Còn bánh đa cua, nem cua bể nem này, cua bể, dạ vâng đúng rồi, giá bể sao đúng này, rồi, đúng rồi, bánh bèo Hải Phòng cũng ngon này, bánh bèo đúng rồi ạ, chà chìa Hạ Lũng. Gần đây mình còn biết rằng là ở thành phố Hải Phòng còn tổ chức cái food tour ấy nhỉ, những cái hội chợ ẩm thực mà khá nổi tiếng mà mọi người thích lắm. Dạ đúng rồi, mọi người cứ ráo rác rủ nhau các kiểu. Thế nhưng mình thì chưa đi lần nào. Nhưng nó chắc chắn nó sẽ bao gồm những cái món mà mình vừa mới kể đấy. Anh vừa mới nói đúng đấy. Rồi, đúng và rồi. Chốt lại là nói chung là cứ gặp một chúng em thôi, gặp mấy đứa con gái Hải Phòng thôi là có đủ hết tất cả cái đó luôn. Rồi, ngon nhỉ. Tuyệt vời. Đây em có cả củ tươi để mình dùng kèm. Tuyệt vời, ngon nhạc ạ. Ngon lắm. Thôi đây xong. Ca sĩ uống phát hết luôn bây giờ. Phương đi xa về Hải Phòng thì thích ăn món gì nhất? Thực ra nếu mà để về Hải Phòng ấy thì có rất nhiều món để mình muốn lao ra ngoài đường để hít thở không khí và ngồi để tận hưởng cái cảm giác mà kỷ niệm của mình ấy. Món mà dễ nhất đầu tiên tất nhiên là bánh mì que rồi. Bánh mì que rồi. Chỉ ra đến trước cửa nhà hát lớn, bánh mì que và một sữa đậu nành. Buổi sáng là tuyệt vời. Nhưng mà cơ bản thì mình vẫn muốn là ở nhà. Và thường là mẹ sẽ nấu một món là rau muống luộc. Với lại tép rang, đấy là món mình thích nhất. Ngon nhỉ. Chỉ thế thôi. Cho dù đi đâu. Đặc biệt là chỉ món đấy thôi. Đi nước ngoài, đi xa về. Bây giờ mỗi lần mình nghĩ đến là mình hình dung ra rất nhiều kỷ niệm. Thật là tuyệt vời đúng không? Dạ. Nhưng lúc nãy thì khi mà giới thiệu Phương thì Phương đã cất lên một cái những cái lời của bài hát của nhạc sĩ Việt Anh đúng không? Dạ. Một bài hát mà nó rất là tình cảm. Và bây giờ chẳng nhẽ một bài hát hay như thế mà mình đã để nó dở dang thì không được rồi. Thực ra thì cho Thu Phương nối tiếp cái lời giới thiệu của anh lúc đầu ấy, thì anh có nói rằng là cái hạnh phúc của nghệ sĩ chưa cần biết là nghệ sĩ nào, nhưng cất tiếng hát lên mình đã nhận ra được, và người nghệ sĩ có được tác phẩm cho riêng mình ấy thì đấy là hạnh phúc. Nhưng mà với Thu Phương thì bài hát này của Việt Anh viết không phải là viết tặng cho Phương nữa, mà là phác họa như là vẽ chân dung bản thân mình về cuộc đời của chính bản thân mình luôn trong những câu hát. Đấy là một điều mà Thu Phương nghĩ rằng là mình quá quá may mắn, quá và hạnh phúc nhỉ? Dạ. Quá hạnh phúc. Dạ, vâng, vậy xin hát ạ. Dạ. Bây giờ em biết vì sao gặp nhau biển số sóng trào, ngồi nghe chiều yên gió lặng giữa muôn vạn hoa, đi về đâu cũng là thế, buồn kia còn trong giấc.
dòng sông trôi chảy, trôi trong cơn mơ niềm đau rất thật. Có bình yên nào không xót xa, anh ơi đây hay còn đâu đó, cô đơn xa xưa từ giây phút nào đến vô cùng. Bây giờ em biết vì sao gặp nhau biển số sông trào, ngồi nghe chiều yên gió lặng giữa muôn vàn hoa. Đi về đâu cũng là thế, buồn kia còn trong giấc ơi, thiên đường xưa khép lại từ muôn năm rồi. Đường đã khép buồn kia, từ hôm dòng sông du mình, quên được không những điều em bao giờ quên, quên được ngôi sáng mùa đông, nhìn ra ngày xưa xa về, quên được không những điều ta chưa bao giờ, quên được không những chưa bao giờ, quên được không những điều ta chưa. Xin cảm ơn Thu Phương, xin cảm ơn ban nhạc. Thật sự các bạn đã hát rất hay, chơi nhạc cũng tuyệt vời. Lâu lắm tôi mới nghe bài này và thật sự là xúc động. Một bài rất là hay. Phương ơi, mời Phương về sofa. Phương uống này, không mang về nhá. Đây, cái này ngon lắm, không bỏ được, không bỏ được. Anh chị. Đây nhá, vẫn có cái cocktail nhưng mà trong này nó còn có cái này 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 Phương này. Cái này nó là trà hoa cúc của Hải Phòng á. Dạ. Phương chắc chắn đã hát bài này rất là nhiều lần rồi. Dạ. Và mỗi lần chắc hẳn là có một cảm xúc là khác nhau. Dạ vâng. Vậy cảm xúc lần này là thế nào? Vì mình sắp có một cái sự kiện rất là quan trọng. Đó chính là 25 năm Thu Phương hát nhạc Việt Anh. Sự kiện lớn đó. Dạ vâng. Thế cho nên là khi mà hát bài hát này thì không phải chỉ là mang tính cái thời điểm lúc mà bài hát được viết cho mình nữa, mà mình đang hình dung đến là cái câu chuyện của cuộc đời của người viết nhạc và của một người có may mắn được hát như mình và của khán giả là người thưởng thức. Thì mình tìm cái điểm chung đấy để mình thấy được tác phẩm này không phải của riêng một mình nữa mà của nhiều người. Nó chạm được vào trái tim của rất nhiều người. Cả một khoảng thời gian dài. Thế cho nên cái cảm xúc đấy giống như mình cảm giác như là thôi chết rồi, mình sắp sửa nếu như là mình hát xong rồi liệu mình còn được hát nữa hay không? Đấy, cái cảm giác thế cho nên mình hát như là ngày mai, mình sợ mình không được hát nữa kiểu thế. Như Phương chia sẻ, bài này nó viết đúng là cho cuộc đời của Phương. Dạ. Đúng không? Nó ra đời năm 2004 đúng không? Dạ vâng. Vậy hoàn cảnh nó ra đời là thế nào? 97 là Thu Phương gặp Việt Anh, Dòng sông Lơ Đãng, Top Ten Làn sóng xanh, suốt một khoảng thời gian rất là dài. Thì sau đó Việt Anh quyết định là đi du học. Và Thu Phương còn rất nhớ là một người nào đã viết về Việt Anh là một người rũ bỏ hào quang. Đang thời kỳ đỉnh cao mà anh Vũ thấy là Dòng sông Lơ Đãng, Hoa có vàng nơi ấy, Những mùa hoa bỏ lại. Toàn những bài hay. Vâng, Mưa phi trường, Không còn mùa thu. Đúng rồi. Và Việt Anh quyết định phải du học, phải làm một điều gì đó, phải và tích lũy nhiều hơn. Rồi Thu Phương thì 2003 cũng lại bất ngờ một cái chuyến đi và sau ra đi lại không bảo gì nhau. Đấy, rồi mình cũng gián đoạn một khoảng thời gian và nó mang đến cho mình rất là nhiều nỗi nhớ. Khoảng thời gian đầu sống xa quê hương thì không hát nhạc Việt Anh. Vì mình lúc đấy mình chưa có khán giả nghe những bài hát ấy. Thì lúc đó mình cái khao khát của mình là mình ước gì mình gặp lại được Việt Anh. Thì từ New Zealand, Việt Anh đi sang bên Mỹ thì cũng tương đối dễ. Thì lúc đó mới quyết định là kết hợp lại với nhau. Thì khi gặp nhau ở bên Mỹ, đón Việt Anh ở phi trường, có hai đứa có tâm sự thì Thu Phương có chia sẻ là không biết là cái quyết định của mình nó đúng hay là sai. Thì Việt Anh mới nói rằng là không biết đúng hay sai, nhưng mà ngồi là đã thấy buồn rồi. Ngày hôm sau, Việt Anh gọi điện và nói là viết một bài cho Phương tối ngày hôm qua. Câu hát đầu tiên muốn cho Phương nghe đó là
đi về đâu cũng là thế, buồn kia còn trong dáng ngồi. Đấy, tôi đang muốn hỏi đấy. Đấy. Buồn kia còn trong dáng ngồi. Nó là dáng nào vậy? À, thì dáng của một người rất buồn. Một người vừa mới trải qua một cái biến cố nào đó trong cuộc đời mà mình không nghĩ được là mình sẽ phải đương đầu, và mình không biết được mình có vượt qua được hay không. Chẳng hạn như dáng ngồi của anh là không thấy buồn lắm. Đấy. Không. Nói đấy, chính lúc đi thấy buồn, lúc về vẫn buồn. Đấy, khi mình vừa nghe câu hát là mình thấy thôi. Hay quá. Nó đúng là của mình. Rồi tiếp đấy thì Việt Anh mới viết là thiên đường đã khép nguồn cơn, từ hôm dòng sông rũ mình. Thì Thu Phương cho rằng là có thể Việt Anh nghĩ là cái dòng sông lơ đãng của một cái giai đoạn hai đứa gắn bó như thế, khi Thu Phương quyết định ra đi ấy, mình không vượt qua được sóng gió là mình đã buông xuôi. Thì có lẽ là dòng sông đã rũ mình. Tất cả các cái bài hát mà Việt Anh đã sáng tác cho Thu Phương gọi là đo ni đóng giày đấy. Không còn mùa thu, chưa bao giờ em sẽ chẳng là ai, dòng sông lơ đãng, đêm nằm mơ phố. Rất nhiều những cái bài hay, đó là một niềm hạnh phúc rất là lớn lao của một người ca sĩ, đúng không? Thực ra anh Long Vũ biết không, chỉ có một bài duy nhất là bài hát chưa bao giờ là viết cho riêng Thu Phương thôi. Vài bài hát mới nhất nữa sẽ được hát trong live show sắp tới thì là viết riêng cho mình, cho dự án của mình. Còn những bài mà anh mới nói là không phải viết cho mình, không nhưng mình tự nhận vơ thôi. Mình nhưng mà thấy nó hợp với mình quá. Chính xác, có nghĩa mình tự nhận và mình nghĩ rằng mình ở trong nhân vật, trong những phẩm ấy. Và Việt Anh cũng nói thẳng là tôi cũng không hiểu tại sao tôi viết cho tôi. Tôi viết về câu chuyện của riêng mà tại sao mà cứ vào tay cô ấy nó lại thành câu chuyện của cô ấy. Vì nó đến với nhau, nó rất là đồng cảm với nhau. Nó rất là kỳ diệu mà mình cũng không hiểu tại sao mình chỉ hát những cái câu hát của Việt Anh thì mình lại rất là rung động. Đêm đêm nằm mơ phố, trăng rơi nhòa trên mái, đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà anh như là sương khói, mong manh về trên. Đó là những ngày không thể nào quên, đúng không? Dạ. Mà thấm thoát nó đã 25 năm rồi. Và bây giờ mình xem lại mình có cái gì đấy mình cảm giác như là kiểu chuyện cũ lắm rồi ấy. Anh thấy những cái hình ảnh không? Mình thì kiểu ngây ngô. Còn trẻ. Vâng. Còn thương nhớ nhau từng đêm bao tố tóc ngất chẳng thề. Lời yêu chưa nói trên môi vùng về. Nụ hôn em đánh rơi bên bờ, dòng sông qua biết bao mùa thu. Nụ hôn rơi biết đâu ai tìm. Thì bây giờ mình trở lại với dòng sông lơ đãng một chút đi. Nào, Phương hãy hát lại dòng sông lơ đãng với guitar nhé. Anh Dũng, Dũng tóc dài, giúp tôi tí. Okay. Dũng. Cho xin tông la thứ ạ. Từng ngón tay khép như nụ hoa trắng, bỏ lại hàng cây ngơ ngác sau lưng, và nỗi đau rơi trong lòng đêm vắng, nỗi đau ta nhận riêng. Rồi sớm mai sẽ không còn vết dấu.
một bờ phù sa quên bước chân qua, chỉ có em bâng khuâng về trong mắt, khóc đi cho thỏa dỗi hờn. Ở chốn nào dòng sông đã nhìn hoàng hôn, rồi chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc để một dòng sông lờ đắng trôi qua. Thế cũng là 38 năm kể từ khi Phương có những cái buổi biểu diễn đầu tiên của mình. Dạ. Hồi đấy là xuất phát là từ nhà văn hóa thiếu nhi à? Dạ, sinh hoạt nhà văn hóa thiếu nhi Hải Phòng. Mình vừa hát vừa múa. Thu Phương đã đi tuyển học sinh múa để gửi đi Liên Xô. Học múa Liên Xô là oách lắm đấy. Vâng, đấy. Hồi mình... mà đi học múa chắc là con đường của Phương sau nó rẽ sang một cái hướng nào đó rồi. Vâng, nó sẽ khác rất nhiều, chắc chắn. Trong 2 năm sinh hoạt ở cung thiếu nhi đó, thì ai là người gắn bó nhất với Phương? Cô giáo là cô Thu, định hình giọng hát căn chỉnh từ tấm bé. Và mình biết rõ được là mình có điểm yếu như nào và điểm mạnh thế nào để mình phát huy. Xin chào con gái Thu Phương. Ôi, cô Thu đây. Cô gặp Thu Phương trong hoàn cảnh là ngày đó cô mới ra trường ở Hà Nội về cung thiếu nhi Hải Phòng. Thế là cô dạy cung thiếu nhi Hải Phòng thì Thu Phương cùng em gái là Kim Oanh sinh hoạt ở cung thiếu nhi. Cô gặp các em ở trong đội ca. Phương lúc đó thì ăn mặc giống con trai lắm, gầy, rong thỏng cao, rất là xinh xắn, có cái răng khểnh, cười rất là duyên. Và khi cô dạy luyện thanh cho Thu Phương và Kim Oanh thì cô phải sửa lỗi rất nhiều trong cái chất giọng. Thí dụ như là phát âm này, khẩu hình này. Phát âm lúc đó thì Thu Phương và Oanh sẽ là ngọng NL và cô đã sửa cho hai chị em. Với lại khẩu hình chữ O. O thì thí dụ con chẳng hạn thì lên thành con. Thì Thu Phương sửa rất là nhanh chóng. Khi Thu Phương sang Mỹ thì Thu Phương có liên lạc lại với cô, tâm sự cùng với nhau thì Thu Phương đã khóc và cô cũng khóc. Tại vì rất nhiều năm cô trò không được gặp lại nhau sau khi mà Thu Phương sang Mỹ. Thì Thu Phương bảo con nghe giọng của cô và con nghe những comment của cô trên Facebook thì con đã khóc và con rất là nhớ cô. Và chúng con sẽ cố gắng để 20 tháng 11 thăm ca lại cô và các thầy cô cũ. Thì đấy là một cái kỷ niệm mà làm cho cô rất là nhớ. Và mới đây, cách đây một tuần, Thu Phương có nhắn nhủ cho cô là con rất mong gặp lại cô ở Hải Phòng. Chúng con đã kêu gọi được 30 nhóm sinh hoạt từ năm 1972 đến bây giờ để về biểu diễn và gặp lại các thầy cô vào ngày 8 tháng 10. Cô rất cảm động và cô đã nhận lời để trở về Hải Phòng. Cô nói thì đã xong rồi, tâm sự với con thì đã xong rồi. Thì cô xin chào Thu Phương, xin chào bạn Long Vũ, xin chào chương trình, xin chào khán giả của chương trình. Xin cảm ơn cô Giá Thu ạ. Bất ngờ. Cô rất tình cảm nhé. Nếu không có cô Thu nhá thì Thu Phương sẽ hát thành bài hát đấy. Dòng sông lơ đãng rồi đấy. Anh ơi, nếu mà không có cô thì như nào nhỉ? Như nào nhỉ? Tôi người Hải Phòng sống lơ lơ quanh lâm. Đúng không ạ? Sống lơ lâm 43 lấy chủ về quê hương tôi. Đó, thế là như thế. Rồi là con, đấy cô mới nói đó, con rồi là... quá, đấy, mẹ ạ, các thứ. Đấy, nhưng mà nói chung sự... không có cô thì hôm nay là tôi ngồi đây. Cô Thu vừa nhắc đến cái mốc ngày 8 tháng 10. Dạ. Cũng xin bật mí cho Thu Phương biết là chương trình này sẽ phát sóng vào ngày 8 tháng 10. Đúng vào dịp một kỷ niệm 50 năm của nhà cung văn hóa thiếu nhi Hải Phòng. Dạ. Đó, và chắc chắn dạ. là tôi nghe rằng là sẽ có một sự kiện lớn ở đó. Dạ. Và như Phương cũng sẽ tham gia đúng không? Đây là tấm lòng của tất cả các học sinh những học sinh đã từng sinh hoạt nhà văn hóa thiếu nhi.
và Kim Oanh là em gái của Thu Phương ấy, là người đã đứng ra kết nối. Kim Oanh là người đi hát trước. À, đi hát trước. Kim Oanh cũng lại một đứa 9 tuổi lang thang ở ngoài đường, xong rồi đến cái cung thiếu nhi đấy. Rồi. Các cô thấy Kim Oanh xinh xinh, biết cũng hát một tí thôi. Rồi. Thì nhận vào, xong rồi Kim Oanh về xin bố. Đấy, thì bố mới nói là nếu mà phải có chị thì bố sẽ cho đi, về sau khi mà chị cũng đi được rồi thì hai chị em dẫn nhau đi thôi. Rồi. Phương 13, 14 tuổi thì có nhà hát tuổi trẻ về tuyển sinh. Dạ vâng. Nhà hát tuổi trẻ có một buổi trình diễn ở Hải Phòng. Lúc đó có bác Trần Hiếu, cô Kim Phúc, chú Hồng Kỳ và cô Bộ Trân. Sau buổi trình diễn rồi ấy, thì cả đoàn sẽ ở lại Hải Phòng thêm một ngày và mở ra một cái buổi gọi là tuyển lựa giọng hát cho nhà hát tuổi trẻ. Đấy, thì lúc đó Thu Phương là 13 tuổi. Mình cũng chẳng biết, kiểu mình đang sớ rớ lang thang gì ở phố phường thế thôi. Thì mình thấy ở trước cửa nhà hát lớn có cái đề như vậy, thì là Thu Phương tự nhiên là phăm phăm đi vào. Thì sau đó thì Thu Phương vào hát, thì lúc đó hát Chỉ Có Một Trên Đời. Chỉ Có Một Trên Đời trên thôi. Trên trời cao có muôn ngàn ánh sao, trên đồng xanh có muôn ngàn cây lúa. Và chú Hồng Kỳ thì là người sẽ đánh nhịp và xem mình có làm theo được hay không. Thì lúc ấy mình làm được hết. Bác Trần Hiếu và cô Kim Phúc nói là sợ, bé quá. Tại lúc 13 tuổi Thu Phương bé quá, 1m35 cứ đó, đại trẻ con mà xấu, đen. Thì cuối cùng chú Hồng Kỳ thì chú thuyết phục, thôi bây giờ cứ cho lên Hà Nội ạ. Và tuyển vòng 2. Thì lúc đấy bố mẹ Thu Phương mới biết, thì là bố đưa lên. Thì khi nhìn thấy bố thì các chú bắt đầu mới nhận, vì nghĩ là ông này trông cũng cao to thì chắc là con không đến nỗi. Thế Thu Phương bước vào nghệ thuật như vậy là sớm đấy chứ, đúng không? Dạ. Trong gia đình thì ai là người đưa Phương đến với nghệ thuật? Bố thì yêu nghệ thuật, tại vì bố Thu Phương lúc đó là làm ở công ty xây dựng. Thì ông lúc nào cũng đàn hát xây dựng thôi. Cứ suốt ngày là bạn đời ơi, bạn có hay chăng niềm vui của những người dọn đến ngôi nhà mới mà chúng tôi vừa xây xong. Tại vì nghèo khó lắm anh ơi, chỉ có mỗi văn nghệ hát hò là vui thôi. Vâng, đấy, thế cho nên là lúc đấy thì chỉ là biết là mình rất là thích hát và mình có năng khiếu. Anh Long Vũ biết không, Thu Phương nhá, có những bài hát mà mình phải chờ đài phát á, cứ 5 giờ sáng mà mình phải đến 3 tuần mình mới chép được xong một bài hát. Tuyệt vời, nhà nó một cái thời gian đoạn như tuyệt vậy đẹp. trong gia đình có dạ không, đây tôi mới kể tiếp. Vâng, dạ thì bố mẹ làm gì có thời gian đâu mà biết con cái làm cái gì, đi làm cả ngày ở nhà, chúng nó đi đâu làm gì cũng không bao giờ biết được. Tôi đến đánh đùng một cái ngày đẹp trời thấy con mình đi hát ở cung thiếu nhi Hải Phòng thì mới biết. Thì lúc đấy bắt đầu bố mới đến đó và gặp các thầy cô thì bắt đầu có những cái giao lưu và kết nối. Thì bố Phương cũng yêu văn nghệ cho nên các cô rất là lạnh yêu quý bố. Thế đó là lý do tại sao mà tôi hiểu ra vậy, rằng là nhà có ba anh chị em đều thích nghệ thuật cả, ba anh em. Cũng được do ảnh hưởng là bởi bố. Vâng, đúng không? Bởi ông rất yêu văn nghệ. Dạ vâng, ông yêu văn nghệ lắm, mà ông chỉ toàn là lúc nào cũng con cái mà làm gì không cần biết, nhưng cứ miễn văn nghệ là ông ok. Thu Phương lúc đó là đi thi hết cấp 2 á, là lên cấp 3 là không có đủ điểm đấy anh ạ. Tại vì mải chơi quá, suốt ngày hát hò các thứ. Đấy, nhưng mà đánh đùng một cái thì lại bên cạnh đấy lại được nhá tuổi trẻ nhận. Cho nên ông rất là vui, đưa con gái đi ngay. Thì trúng tuyển là ngày 25 tháng 9 năm 1986. Rồi nhớ thế. Là Thu Phương có mặt ở Hà Nội, nhớ chứ anh Long Vũ. Những cái cột mốc cuộc đời mình mà. Lên tàu đi là mang theo một cái chạn, một cái xô, một cái vali cũ rách của bố mẹ và mang theo một gói mì chính. Bố nói là cái này quý lắm, phải giữ một gói mì chính. Một gói mì chính. Vâng, anh thấy rồi, Hà Nội mênh mông rộng lớn bao la với một đứa bé tí như mình. Và 19.000 đồng tiền học bổng và 17 cân rưỡi gạo. Đấy, như thế. Tại sao quyết định là đi? Quyết định đi là bởi vì là lúc đó mình thấy là mình thích hát. Và mình lại được các thầy các cô nghĩ rằng là mình có khả năng để học và sẽ cho mình đi lên một cái nơi mà sẽ tốt hơn và sẽ có điều kiện hơn để cho mình phát triển. Đại khái là gia đình nhà nghèo anh ạ, cơ bản là như thế. Nếu mình đi mình có học bổng, mình được gạo, mình được tiền, được học thì bố mẹ sẽ bớt gánh nặng, bớt đi một đứa con. Lúc đó thế thôi. Lên Hà Nội thấy một nơi mênh mông rộng lớn, trông chắc chắn là nó sẽ khác Hải Phòng rất là nhiều. Dạ vâng, rất là to, rất là đẹp. Thế thì cuộc sống xa nhà nó thế nào? Toàn là nước mắt thôi, chiều nào cũng toàn là cơm chan nước mắt. Bởi vì là anh biết rồi, mới có 13 tuổi, làm sao mà biết cái gì được. Học hành thì vất vả, cái gì cũng cần phải có hết mà đều thiếu thốn. Thì lúc đấy mình ở tập thể của nhà tuổi trẻ, chung với lại hai anh chị nữa, không có bạn bè, không có gì hết. Đấy, thế cho nên là mình sẽ chẳng có ai để kết nối cả. Lúc mà nhận được cái quyết định là Phương sẽ đi lên nhà tuổi trẻ thì bố mẹ rồi anh trai đã phản ứng thế nào? Mẹ thì nói, ui thế chẳng không được đâu nha, học hành bây giờ chưa ra đâu vào đâu mà bây giờ còn đi lên tận Hà Nội xa xôi, bây giờ nói chung là chắc chắn đây là một cái phương án là không thể rồi. Nhưng mà bố thì không, bố thì hoàn toàn ủng hộ 100%. Trong lòng bố là có cái ngọn lửa của người nghệ sĩ. Đúng rồi, nghệ sĩ rồi, cho nên bố đưa đi và mang đi luôn. Ủng hộ. Vâng, ủng hộ tuyệt đối luôn. Và tất nhiên là bố biết là khó khăn.
Và cho đến giờ phút này ấy, cái điều mà Phương cũng không bao giờ hỏi lại cái điều đấy được, không có cơ hội để hỏi nữa đó. Cũng giống như video hôm nay anh nói đi, mình về mình sẽ gặp bố để mình hỏi là hôm nay con lên truyền hình, anh Long cũng hỏi điều đấy, con rất muốn hỏi bố lúc đấy bố nghĩ gì đúng không? Nhưng mà mình thì bộn bề với cuộc sống thì mình sẽ không bao giờ hỏi điều đấy, mà bố mình thì mất rồi. Bố mình vừa mới mất chưa được một năm. Đấy, cho nên là với mình là đấy cũng là những cái mà... Tôi rất chia sẻ. Dạ. Bố Phương mất chưa được một năm, bố tôi cũng thế. Cho nên vừa mới nhìn thấy cái hình ảnh mà trên đây thì mình cũng hơi xúc động một tí. Bởi vì thực ra mà có bố của Phương ấy, cái ngọn lửa nghệ thuật, đã yêu nghệ thuật của bố ấy, là tất nhiên là mình phải là người có từ của bố rồi, mà Phương giống bố hoàn toàn 100%. Phương giống bố về tất cả mọi thứ, tư tưởng, suy nghĩ, hình ảnh bố Thu Phương ấy, giống như là tin tưởng con gái đó, là con không bao giờ hỏi bất kỳ một điều gì. Mình lập gia đình, mình sóng gió như thế nào, mình bôn ba ra làm sao, mình đi đến tận nửa vòng trái đất, bố đi theo, không bao giờ hỏi là... Mình hối tiếc nhiều lắm ạ. Mình lúc nào cũng thấy tiếc là mình lẽ ra mình phải thế này, lẽ ra mình phải kia, suốt ngày mình cứ đúng trong rồi, đầu đến bây giờ tôi vẫn thế. Đúng rồi. Lẽ ra là mình phải làm việc này cho ông, phải đưa ông đi cái chỗ này, đúng đưa rồi đến đấy. Chỗ kia. Đúng. Lúc nào cũng đúng thế, rồi. Đến bây giờ đúng vẫn rồi. Vậy. Cho nên là bây giờ Phương gặp ai cũng hỏi á, hãy làm điều nào đi, hãy làm điều này với cha với mẹ, các thứ, hãy làm hết đi. Đúng rồi, mình trải qua rồi mình biết. Có lẽ là bây giờ chương trình sẽ có một món quà dành cho Phương nhé. Đây, tôi sẽ... Ôi... Đến cuộc hẹn cuối tuần là toàn có lời không ạ? Ơi trời ơi, chuyện gì đây ạ? Điều gì đây kỳ này? Trời đất ơi! Trời ơi, lần đầu tiên mới thấy gương mặt mình nét như thế này. Em gái của Thu Phương. Hãy kể cho chúng tôi biết là bối cảnh bức ảnh là thế nào. Đây là lúc mà Thu Phương năm đầu tiên lên Hà Nội học nhá tuổi trẻ. Sau đó Tết được về nhà thăm nhà, sau đó thì ngày mùng 3 Tết là bố đưa lên Hà Nội về học lại. Bố đi cùng với em gái Kim Oanh. Đây là ba bố con đi ra công viên Lenin. Công viên Lenin chụp đấy hả? Công viên Lenin. Chụp tấm ảnh này. Đây, anh có thấy đằng sau không? Đây, đằng sau đây này nó mấy cái mà có mấy cái dàn cây á. Dàn cây mà cái cổng của đúng công rồi, viên kìa. Đúng rồi, đúng rồi. Cổng gắn bó với cảm tuổi đúng thơ rồi. Của không biết bao nhiêu thế hệ nhỉ. Có bao nhiêu tiền đâu. Thế phải dùng tiền để thuê thợ để chụp tấm ảnh này. Đúng rồi. Mấy ông thợ ảnh ở công viên đấy ạ. Đây. Xin cảm ơn chương trình. Quan trọng nhất là nó được có màu anh ạ. Quan trọng nhất là đúng nó rồi. Được có màu. Đã làm lại, đấy. Đã làm lại. Nó có màu. Chế lại. Từ 87 đến giờ là cũng bao nhiêu? 30 mấy năm đúng không ạ? Đúng rồi. Lần đầu tiên là bây giờ là bố con có màu này. Và quan trọng là cái áo này tại sao lại đúng được là màu xanh của thật chứ? Là cái áo nó màu xanh mà. Áo mà màu xanh còn, luôn. Còn ở đây nó màu trắng thì mình sao biết được là đúng em màu không, xanh. Không, cái gì nó từ vũ trụ nó mang xuống. Đấy, chưa? Đấy, bởi vậy mới nói là đây là tín hiệu từ vũ trụ. Tín hiệu từ vũ trụ mang xuống là hình dung được là cái áo màu đúng xanh. Đúng là cái áo màu xanh luôn, thế mới hay chứ. Đúng rồi. Vâng. Không phải tín hiệu vũ trụ nhá. Không phải tín hiệu vũ trụ. Và là em. Và là em. Ôi. Em nhớ cái áo Phương mặc màu xanh nhạt. Dễ sợ không? Rồi, chào Kim Anh. Con gái Thu Phương. Trời đất ơi. Hoa khôi thể thao đầu tiên của Việt Nam đấy, chào các bạn. Dễ sợ không? Dễ sợ không? Quá bất ngờ.
Xin chào, xin chào anh. Rồi. Thấy chưa? Anh thấy không? Cái gì nhỉ? Kẻ địch ngay bên cạnh ta mà ta không biết. Sáng trời ơi. Anh kể thêm cho tôi về bức ảnh này. Đấy là em ở cái trạng thái là chơi vơi á. Vì lúc chị Phương lên Hà Nội là em 11. Đúng rồi, chị 13 và anh 11. 11. Và Phương đi ở trong cái trạng thái kiểu rất là đột ngột. Và không có bất cứ một cái lời giải thích nào của mẹ em hết. Là tại sao chị phải đi nhanh như thế? Thì bọn em rất là thân nhau. Tôi nhường lại bức ảnh này, đây là món quà không chỉ cho Thu Phương nhé, mà cho cả Kim Oanh, các nhân vật ở trong này. Hai bạn đứng xem bên này, chụp một bức ảnh thật đẹp nào. Dễ sợ không? Thấy em nhớ giỏi không? Siêu, áo màu xanh. Đúng rồi, đấy. Kỷ niệm nào? 2, 3. Trời đất ơi, Kim Oanh ơi là rồi Kim đấy. Oanh. Quà của hai bạn đấy. Nhá, thôi bây giờ xin mời hai chị em về đây đây. Ôi, bí mật đến giờ phút chót, sợ thật. Đi nghi ngờ gì không? Không, không hề. Hai ngày nay em toàn chui vào phòng nói chuyện điện thoại bí mật. Hèn chi. Đó, nhiều hình gì. Ê, sợ thật. Tại sao lại có thể như thế được? Điều vi diệu. Không hiểu sao mà em nhớ. Em đặc biệt nhớ cái màu áo ghi, áo vest của bố. Tại bố có cái áo đó đẹp nhất. Lúc nào mà đi đâu, có mỗi sự kiện gì quan trọng hay đặc biệt bố đều mặc hết. Chắc chắn là bức ảnh này sẽ khiến cho hai chị em sẽ nhớ rất nhiều đến bố, đúng không? Yeah. Hình như là ngày mùng 6 tháng 10 là giỗ không? Vâng. Phương đã nói rất là nhiều lần rồi thì chắc là bố là người đã có cái sức ảnh hưởng lớn nhất đến cái con đường nghệ thuật của Phương. Cả của anh nữa chứ. Cái ảnh hưởng hay nhất mà ông cho bọn em là cái sự tự do. Thì có thể đối với chị Phương thì tự do trong âm nhạc, còn đối với em thì tự do trong những cái quyết định trong cuộc sống của em. Thì em thì em làm kinh doanh. Còn anh Quang Minh thì cũng hơi khác một tí. Anh cũng làm nghệ sĩ nhưng mà anh cũng lại tự do trong cái chuyện anh muốn là nghệ sĩ kiểu gì. Đúng rồi. Và bố luôn ủng hộ được. Đúng rồi. Và bố mẹ em không bao giờ thắc mắc. Không bao giờ hỏi. Không bao giờ ngồi xuống nói là ở theo bố là con thế này hoặc là bố cảm thấy cái kia, không bao giờ. Nhưng mà tất cả những chương trình nào Phương tham gia, ngồi biết bao nhiêu game show, làm giám khảo, huấn luyện viên hay là bất kỳ một đêm trình diễn nào, bố Phương đều nghe hết. Và khi ngồi nói chuyện một cách rất bình thường, ông hay thường nói là quan điểm xã hội bây giờ như thế này, và mình là người ngồi nghe và đúng mình rồi. Tự nghe và mình cảm thấy là cái này của bố mình thấy mình giống này. Hoặc cái này bố đưa ra mà tháng hôm qua mình không làm thế, có nghĩa là mình phải điều chỉnh lại. Còn cái nào mà hay là bố khen ngay, nó hẳn luôn. Là ôi hôm qua, bố thấy hôm qua được. Vâng, chắc hẳn ông đang xem chương trình này. Vâng, cho nên là Phương là ảnh hưởng nhiều nhất trực tiếp. Đặc biệt là sau này hơn 10 năm là Phương có khoảng thời gian sống chung với bố luôn. Chăm sóc bố ở chung cùng nhà. Thế cho nên mình gắn bó nhiều hơn nữa. Đấy, và mình cho nên cái sự mà bố Phương ra đi thì bố mất thì mình hụt hẫng nhất. If I could get another chance, another walk, another dance with him, I'd play a song that would never ever end. How I'd love, love, love to dance with my father again. Thì anh ơi, cái ngày mà Phương quyết định đi lên Hà Nội á, chắc là gia đình buồn lắm nhỉ? Em nghĩ là một cái sự mất mát lớn đó. Và nó là một cái mất mát lớn của em và Quang Minh. Bởi vì bọn em lớn lên trong một cái không gian đó. Mà chị em kiểu, thì thân nhau lắm vâng, nhỉ? Nó kiểu như thế đấy. Hồi đấy bố em thu khoảng mười mấy cái bài hát của chị Phương vào trong một cái băng cassette nhỏ nhà em, có cái đài cassette nhỏ. Thế xong rồi mỗi lần bố em đi sang nhà dì cô chú bác chơi mà cho em đi cùng ấy, thì bố em lại mang cái băng cassette đấy đi, xong rồi lại cho vào băng theo. Cassette bật cho mọi người nghe. Đến nhà chị anh Phương. Mà có băng cassette không? Rồi. Có đài cassette không nhá? Thì một ngôi nhà chống mất bà chị mình thì anh thấy thế nào? Em lúc đấy em chẳng muốn làm gì, chỉ muốn đi Hà Nội. Vâng. Lúc đấy em sinh hoạt ở Cung Thiếu Nhi và thì thực ra cũng may mắn có Cung Thiếu Nhi. Nó là cái nơi mà em được gặp bạn bè, rồi em được học hát, rồi em được đi biểu diễn. Thì cái đó nó cũng làm cho em bớt nhớ chị ý đi. Nhưng mà bởi vì Phương và em có những cái tình cảm rất đặc biệt, thì bọn em làm nhiều thứ chung với nhau á. Và em nghĩ là em cũng là người hơi mong manh một tí. Cho nên là khi mà chị đi như thế thì nó là một cái em bị hụt hẫng.
em cũng bị hụt hẫng và em cũng sữa thì bỏ sinh hoạt cung ấy. Vâng. Này nhưng mà Kim Oanh đến phát nó trùng hẳn xuống nhỉ? Lạ kỳ ghê. Không. Thực ra em cũng quan sát cuộc nói chuyện của chị Phương ở nãy từ nãy tới giờ em cũng hơi bị cảm động ạ. Anh bảo anh cũng quen với anh ban nhạc nhỉ? Có một hai anh ạ. Một hai anh. Anh nào biết Kim Oanh từ xưa giơ tay? Ai? Ai? Bình à? Bình đánh trống à? Bình Tây à? Bình là thân nhất ạ. Thân nhất. Thân thế nào? Thân nhất. Thân lắm ấy. Ok. Hôm nay hiểu rồi, nói anh nghĩ là mọi người cũng hiểu. Không, nhưng mà chính cái điều Kim Anh vừa nói mà chị cũng không biết này. Chị đã không biết tại sao lại là thân như nào. Thân là... Biết được. Tất cả khán giả truyền hình đều hiểu cái câu vừa tôi vừa nói. Ghê thật. Chỉ một người không hiểu, đó là Xuân Nhị. Đúng rồi. Đốt nhà không à? Tôi bị đốt nhà nhiều. Ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu. Không mà em lại biết Bình với cả Xuân Nhị cùng một lúc. Biết cùng một lúc đấy. Và hồi đấy bọn em kiểu bé tí á. Ngày xưa thì hai chị em sinh hoạt ở cung thiếu nhi như thế thì có hay hát với nhau không? Chắc là có chứ hả? Hát tốp ca, bọn em hát tốp ca. Thế còn về nhà có hát với nhau? Ôi, về nhà thì còn vui hơn nữa. Cùng về nhà vui lắm. Mỗi buổi trưa bọn em ăn cơm hay buổi tối là hay bật những cái bất cứ cái băng nhạc nào bọn em có trong nhà như là cải lương hay là thậm chí cả vọng cổ hay là hát nhạc đỏ xong rồi trước khi ăn cơm là bao giờ phải hát theo vài ba bài xong rồi ăn cơm. Thế nào hát bây giờ coi như chuẩn bị ăn cơm nào, hát thử một bài xem nào. Em gọi nắng lên đi hay là ô kìa mặt trời. Bài hát bài của cô Hương. Thì hát đi, đúng rồi. Em đi trong. Đúng rồi. Rồi nào thử nào. Rồi thử nhá. Nhưng mà phải đập tâm nhịp. Phải đập nhịp. Nhịp đâu? Đây nhịp đấy rồi, anh chặt nhịp đấy rồi. Ok, ban nhạc à. Đây đâu, nhịp. Hải Phòng quê ta, Hải Phòng đâu không cao. Rồi, ban nhạc. Bài không cần, bài đấy không có tên đâu. Bài không cần tìm được đâu. Đây là bài Hải Phòng tháng 5. Hải Phòng tháng 5. Đây là bài hát Hải Phòng tháng 5. Hải Phòng tháng 5. Và bài hát này của cô Kim Hương. Rồi. Là cô giáo dạy của Kim Oanh. Và ban nhạc, xin ban nhạc long con để hỗ trợ Kim Oanh. Đây đây gái đấy. Em đi nhá. Rồi. Em đi trong nắng tháng 5. Đấy. Yeah. Em đi trong nắng tháng năm, lòng em vui sướng biết bao. Biển xanh vang tiếng hát ca, ơi bầu trời quê ta yêu dấu. Hải Phòng quê hương, Hải Phòng yêu thương. Ôi những nhịp cầu, mưa mãi công trình, những công trình của quê. La 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 la. Rồi, cảm ơn hai chị em đã quay trở lại một bầu trời tuổi thơ. Đấy, bài hát của Kim Oanh đấy. Rất hay đúng không? Và đã về với tuổi thơ thì chúng ta không về nửa chừng như thế. Đúng chúng rồi. Ta về hẳn với tuổi thơ. Nào, xin mời biên tập viên Mù Trạc. Ôi trời. Mù Trạc ơi. Em đây. Ai gọi em đây? Đây, cô vào đây, cô vào đây. Em xin gửi lời chào anh ông Vũ và chào anh em mời ngày hôm nay chị Thu Phương và chị Kim Oanh ạ. Em trong kia em nghe mà em bị ấn tượng với bức hình này quá. Em có đồng tình với tất cả những cái gì mà các anh chị vừa chia sẻ. Chỉ duy nhất là không đồng tình với anh Long Vũ trong một điểm thôi. Là gì vậy? Là tấm hình này không chỉ dành riêng cho hai chị của em mà còn dành riêng cho một người nữa. Và đó chính là xin giới thiệu với quý vị đây, anh Quang Minh là anh trai cả của Phương và Oanh. Trời ơi.
Phải phòng mãi đỉnh, phải phòng mãi đỉnh. Đúng là món quà này là dành cho cả anh Minh Minh nhá. Dạ, chưa. Chưa là không có anh. À đấy, em cũng đang định hỏi một trong những cái thắc mắc lớn của em. Tại vì cái này nhiều chụp ở Hà Nội. Ồ, đấy là Phương đi về Hà Nội. Đúng rồi. Sau đó là Oanh lên cho bố. Nhưng mà lúc đấy là anh Minh phải chơi lắm. Minh Hải Phòng nhưng mà phải chơi, suốt ngày đi. Anh Hải Phòng thôi. Suốt ngày đi chơi. Hải Phòng là không lòng vòng, thế nhưng mà hồi đấy anh Minh lòng vòng lắm. Vâng. Hồi đi chơi lang thang. Thế nhưng mà em còn phải mật mí cho mọi người biết một chút như này. Ở trong kia ấy, anh Minh có tâm sự mỏng. Bây giờ cầm bức ảnh này thì sẽ đặt ở đâu trong nhà nhỉ? Nhà anh thì mới có nhà mới. Đấy. Đấy nên là khoe luôn được mà. Anh nghĩ là tất cả những ảnh Kim Anh đang treo bây giờ ấy thì sẽ dẹp bớt đi. Dành cho tấm này thôi. Đấy. Và hai chị nghe rõ chưa? Quan trọng là để ở nhà anh Minh này hay thật đấy. Chương trình thì bảo là đầu tiên là tặng Thu Phương. Xong tặng Kim Anh. Vâng. Xong lại mang về nhà mình. Xong bác bảo là không về nhà tao. Phải làm mà phải làm to hơn. Ừ, phải to. Thế thì bây giờ như thế này, em biết rằng là đây là một bức ảnh rất là ý nghĩa và ai cũng mong muốn được giữ nó ở trong căn nhà của mình. Thế thì bây giờ em xin mạn phép được đưa ra thử thách dành cho cả ba anh chị ngày hôm nay để cùng trở về tuổi thơ cùng với những giai điệu âm nhạc ngày đấy. Thế thì bây giờ em xin phép để mời tất cả các anh chị chúng ta sẽ xuống đây để cùng đến với một thử thách rất là vui để trở về tuổi thơ ạ. Trò chơi này mang tính đồng đội nên là em xin phép giữa bốn người thì mình sẽ phân ra. Minh anh cao hơn. Rồi, ok đây. Bây giờ luật của chúng ta là các đội chơi sẽ lắng nghe ban nhạc và em xin được nhấn mạnh những đoạn nhạc này là đoạn nhạc thiếu nhi. Đội nào phát hiện ra đấy là giai điệu của ca khúc nào sẽ giành quyền rung chương trước và hát. Bây giờ nhá, cái đội của tôi mới Phương thì bây giờ tôi phân rõ nhiệm vụ này. Phương là đội trưởng hát chính, tôi là người chuyên rung chuông, Bên này thì Kim Anh là tổ trưởng. Kim Anh đội trưởng. Mình hát rồi đúng không? Không, Kim Anh hát luôn. Không, Kim Anh hát luôn. À, em không rồi. Anh vừa rung chuông vừa hát luôn ạ. À? Ừ, Kim Anh vừa rung chuông hát chứ. Anh không. Anh nhưng anh biết nhạc thiếu nhi rất là ít. Dạ. Anh hát nhạc người lớn hơn ông già. Không, nhưng mà em xin phép anh chị như thế này, em là người ra luật, thế nên em sẽ quyết định. Là mỗi một bài hát phải hát xong ca thì mới được công nhận. Bây giờ ban nhạc đã sẵn sàng đúng không ạ? Chúng ta sẽ đến với ca khúc đầu tiên để xem đội nào sẽ là đội ghi điểm trước. Xin mời. Chưa? Không bài gì Phương chả hát được. Đây sẽ là ca khúc đầu tiên. Xin mời. Có đội nào rung chuông không ạ? Có muôn ngàn ánh sao trên đồng xanh, có muôn ngàn cây lúa, con chim rừng có muôn ngàn tiếng ca, cây trong vườn có muôn ngàn lá hoa. Ừ. Năm đấy là chị được giải gì ạ? À, chị được giải vào nhất tuổi trẻ. Giải bao. Và như vậy là tỷ số đang tạm thời 1-0 nghiêng về đội anh Phương. À quên. Anh Phương. Bây giờ sẽ là ca khúc thứ hai để cho đội 2 có cơ hội gỡ gạc lại. Một bài rất quen ạ. Em đi cày. Đưa cơm cho mẹ đi cày. Anh chị mới đúng được 50% thôi. 50% còn lại thì phụ thuộc vào giọng hát của mọi người ạ. Mặt trời soi rực rỡ, gió đùa tóc em bay, bắt con trên tay em đi đưa cơm cho mẹ em đi cày. Mẹ ơi mẹ ngừng tay, trời chưa vừa tròn bóng, mẹ ăn cơm cho nóng, mẹ để trâu cho con chân chăn trâu. Thơm lừng cả bàn tay,
là thương nắng hôm nay. Anh em đưa cơm cho mẹ em đi cày. Tôi và ban nhạc vừa phát hiện ra là có một cái lời trong bài hát nó rất là lạ. À, xuất phát từ một người đàn ông mặc áo đen là mẹ để con cho châu chăn, mẹ để con cho châu chăn. Mẹ ăn cơm cho nắng, mẹ để châu cho con chăn, chăn châu. Mẹ để con cho châu chăn. Đúng nhưng không sao. Mẹ để con. À, có thể là em bé ngày đó thì còn quá nhỏ. Châu có khi là có kinh nghiệm mà. Không sao hết. Vâng. Nhưng mà tỷ số bây giờ là chưa phân định được. Như này là số bây giờ đang là một đều nghiêng về phía cả hai đội. Dạ đúng, chính xác. Thế nên là bây giờ cần có thêm một ca khúc nữa. Mây và tóc em bay trong chiều gió đông, trời làm cơn mưa xanh dưới những hàng me, em cùng lá tung tăng như loài chim đêm. Phải do tôi kiện, bởi vì lúc đấy là anh Minh anh bảo anh không biết hát bài trẻ con, nhưng mà ông cái gì cũng biết. bài người lớn. Em đã bảo là đấy là chiến thuật của đội bên này. Đấy, đây là chiến thuật. Cái gì nó cũng có kỹ thuật. Phải vòng, không lòng vòng, lúc này rất lòng vòng. À, bài hát này là bài hát mà đầu tiên Thu Phương trình diễn lúc 15 tuổi ở sân khấu của công viên Thủ Lệ. Và lúc đó cái tiền bồi dưỡng là 1.000. Gọi là cầm cái vui thôi. Rồi anh có muốn gỡ không? Nếu mà muốn gỡ thì có luôn một bài nữa. Chơi. Gỡ ấy chứ là. Gỡ đi, đúng rồi, gỡ chứ. Quyền trả lời là âm thanh đến từ vũ trụ. Lắc luôn mình trả lời được, làm bên đấy được quyền trả lời. Trả lời. À, bài gì ạ? Bài gì ạ? Bài đấy. Đếm xuống đi ạ. 10, 9, 8, 7, 6. Lý cây bông. Vâng, xin phép được hỏi lại đáp án cuối cùng của anh chị ạ. Lý cây bông. Nha. Thua. Nói Phương nghe nhá, tớ đã lắc chuông rất nhanh rồi Phương phải trả lời, đấy trách nhiệm của Phương chứ. Phương đi đổ cho tớ. Mới qua ba chữ ba nốt thôi mà bảo mình đoán thì Phương biết rồi chứ. Nhưng mà thôi cũng nói thế này, mà thôi nói Phương cũng thông cảm. Lúc trước khi vào đây anh Minh có nói là Vũ làm nào để cho cái ảnh nó về nhà tớ. Nói thế là đủ hiểu rồi. Thôi, nhưng mà dù sao thì với thông điệp của cuộc hẹn cuối tuần, đây cũng sẽ là bức ảnh để gửi tặng cho cả gia đình của nữ ca sĩ Thu Phương, anh Quang Minh và chị Kim Oanh. Em hy vọng rằng là với những ca khúc đi cùng năm tháng này thì sẽ gợi lại được những ký ức đẹp nhất trong các anh chị, đặc biệt là khi tham dự cuộc hẹn cuối tuần ngày hôm nay. Thích nhỉ, nghe những cái giai điệu này tuyệt vời lắm. Cái cảm giác đúng là và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua đấy. Rồi, cảm ơn. Và quý vị thân mến, sẽ còn nhiều điều bất ngờ dành cho quý vị trong câu chuyện cùng nữ ca sĩ Thu Phương ngày hôm nay. Hãy cùng giải lao một chút, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
mẹ đang tìm kiếm sự tự nhiên, thoải mái, an toàn cho da bé sơ sinh có đây không? Mufix có bề mặt siêu mềm mại với bông organic, thiết kế rãnh rốn cho bé sơ sinh. Mufix thiên nhiên nay đã có tại Việt Nam. Close-up mới, thơ mát ba cực. Với sức mạnh làm sạch cùng tác động đánh bay vi khuẩn, cho hơi thở thơ mát dài lâu. Để khi cơ hội ngàn năm đến là đố ai càn nổi. Close-up mới, thơ mát ba cực, tự tin sát gần nhau. Mình buộc tóc lên, sẵn sàng cho mọi cuộc chơi. Và không lo ngại tóc rối, vì có sân siêu mới. Với hệ dưỡng chất kết hợp Active Infusion, giúp nuôi dưỡng sâu, cho tóc ngát hương và mềm mượt gấp 5 lần. Sân siêu mới. Ngày 10 tháng 10 siêu sale thương hiệu cùng tại app Shopee và săn thương hiệu cùng Minh Anh nhé. Yêu phở Hà Nội thường ngay cũng đi nhé. Gói nước cốt xương hầm kết trọn hồn nước phở cùng gạo ST25 cho bánh phở dai mềm chuẩn Hà Nội bát đặc biệt. Mua phở cung đình dính ngay bát vàng cùng hàng ngàn quà tặng hấp dẫn khác. Từ mạch nguồn khởi tạo, tôi luyện cùng thời gian, mang nhiệt lượng vững vàng, khởi sinh tinh thần thép. VAS vững vàng tâm thép. Dòng keo đánh răng PS trắng răng tự nhiên mới, với khả năng làm trắng răng của muối hồng và than hoạt tính, cho nụ cười trắng chuẩn tự nhiên. Nay bổ sung thêm khoáng kẽm, giúp kháng khuẩn và bảo vệ răng miệng toàn diện cho cả gia đình. PS bảo vệ nụ cười Việt Nam. Vâng, xin chào mừng quý vị trở lại với trường quay của Cuộc Hẹn Cuối Tuần. Và khách mời hôm nay là ca sĩ Thu Phương. Thế là cô gái Thu Phương đến từ ngày hôm qua, cách đây mấy chục năm lang thang ở Hà Nội. Dạ. Một mình, dạ. Tự lập, dạ. Cuộc sống lúc ấy như thế nào? Một mình quá bé như thế thì mình không biết được là mình sẽ sống như thế nào. Bởi vì lúc mình ở nhà thì có bao giờ biết là mình đói như nào đâu. Nhưng mà khi mà 13 tuổi lên Hà Nội thì mình biết thế nào là đói, thế nào là khổ, thế nào là một mình phải đương đầu với hết tất cả mọi thứ. Thế hồi đấy bao nhiêu lâu thì về thăm nhà một lần? Năm đầu tiên thì là một năm để học cho nên Thu Phương không có về nhà. Nhưng mà từ năm thứ hai á, thì quãng độ là cứ 3 tháng mình về nhà một lần. Một là xe khách. Xe khách đó. Xong rồi hai thì là đi tàu, mà tàu là phải 5 tiếng. Đúng rồi, tàu Hà Nội Hải Phòng 5 tiếng. Mà hồi lên tàu đi xe gọi là tàu chợ. Tàu chợ mà ô tô đi cũng phải 4-5 tiếng. Vâng, vì nó rồi. Qua hai cái phà. Đúng rồi, khủng khiếp, nói chung gian truân. Để về được đến nhà thì là gian truân. Mà anh Vũ biết không, nó lại như thế này cơ. 5 giờ chiều thì tàu mới chạy từ ga Hàng Cỏ. Thì mình học xong hết, bắt đầu mình sẽ ra ga Hàng Cỏ để mình nhảy tàu. Thì mình sẽ nhảy tàu lúc 5 giờ chiều. Về đến Hải Phòng là tầm 10 giờ hơn. Và sẽ đi bộ đêm hôm như thế. Mà từ ở ga Hải Phòng về đến nhà. Mà thấy ghê thật, tại sao hồi đấy mình gan lì thế? Quá liều. Bây giờ làm sao dám đi? Vâng. Tại sao một đứa bé 13 tuổi bé như thế mà cái ga tàu cứ đi hết từ toa này sang toa kia, rồi ngồi ở mấy cái thềm xe ô tô, xe khách đi mà không ai làm gì mình? Hay là lúc đấy mình gọi là mình đầu gấu. Đen nhẹ, tóc tai thì ngắn, xong rồi trông lem nhem. Mà hồi đấy thì Phương có nhớ rằng là đi tàu về Hải Phòng cái giá vé là bao tiền không? Dạ không có nhớ giá vé, đợi mình có bao giờ mua vé đâu. Không bao giờ mua vé, vâng. Bởi vì là tiền đâu mà rồi. Thật, của lúc của thằng mình lắm. Nếu mà kể những cái chuyện mà làm cách nào mà để vay mượn tiền mới để kiểu các thứ thì thôi mình siêu. Có nghĩa là lúc đấy là tôi sẽ cứ đi theo mấy cái chú mà bán nước, về bán nước chè trên tàu, rồi mấy cái sách mấy cái điếu thuốc lào của các chú, và cứ đi cầm cái vạt áo của mấy ông chú đấy, cứ đi lang thang như thế suốt từ toa này sang toa kia, thì ngay tưởng là con của mấy người đấy. Không có sao, không có lấy vé. Đấy. Không có vé rồi. Đấy, kỹ thuật thế các bạn anh. Thế có cũng là kỹ thuật đấy. Rồi có một giai đoạn nhá là đói khát mà đâu có tiền ăn đâu, thì ở cái chỗ Ngô Thị Nhậm đó là chợ hôm chỉ có biết mỗi một cái cô bán minh lươn, chỉ có thân với cô đấy thì mới mua chịu được. Rồi. Mà anh biết không, 500 một bát. Trời. Nhưng mà không bao giờ mình ăn một bát. Lúc nào mình cũng bảo khi mà ra tới nhá là cô sẽ hỏi là nào hôm nay có ăn gì không. Ôi cháu no lắm, hôm nay không ăn đâu cô, cháu no ngồi chơi cô tí thôi. Thôi ăn đi mà cho cô kiểu mở hàng cho vui. Cháu rất là nể cô đấy. Thôi cháu ăn 300 thôi. Cháu chỉ ăn 300. Nhưng mà lấy bát vẫn bắt đầy 500. Chính xác. 300 là cô vẫn lấy rất là ok. Ăn xong rồi. Ai,
sao hôm nay tự nhiên lại vẫn hơi đói nhỉ? Thôi cho cháu thêm 200 nữa. Thôi cho cháu thêm 200 nữa. Đấy, thế là cô lại thêm bát 200. Thành ra thành bát 700 đấy. Thành ra hai bát đấy cộng lại nó rơi ra. 800. Đấy. Ôi, kinh khủng. Nhiều đòn nhỉ. Nhiều đòn. Là nhá, nếu mà vay tiền nhá là em sẽ bay như một cơn gió, em sẽ bay như một cơn gió đến gặp một người mình cần vay đấy, lao đến hớt hải lắm. Ôi dồi ôi, gấp lắm, vội vàng, ngay lập tức cho em vay một tí ấy, kiểu như thế. Rồi tôi đề nghị tất cả các bạn của Thu Phương lưu ý nha, bây giờ Thu Phương mà cái alo bảo nạp tiền điện thoại đừng có tin. Mà lúc đang trong tình trạng hớt hải. Cái giai đoạn đầu khi mà mới lên Hà Nội là nó rơi vào năm 86, 87, 88 đúng không? Vâng, 86. Tôi nhớ là hồi đấy thì có các ban nhạc đã hoạt động phục vụ câu lạc bộ. Câu lạc bộ để nhảy đầm, khiêu vũ. Khiêu vũ, đúng rồi. Cỡ như hội của Thu Phương ấy là sân khấu ở bờ hồ này, ngay ngay Lục Thủy đấy. Đấy, ngày xưa nó là trung tâm phương pháp câu lạc bộ. Trung tâm phương pháp câu lạc bộ. Thế lúc đấy thì Phương tham gia ban nhạc Tây Hồ. Nào hãy kể lại những kỷ niệm của Tây Hồ đi. Tham gia ban nhạc Tây Hồ thì lần đầu tiên thì lúc đó là hát ở trên nhà nổi Hồ Tây. Đấy, hát để cho mọi người ra ăn bánh tôm Hồ Tây cái thứ đấy ạ. ăn đi, bánh tôm đây. Ăn đi. Với cái số tiền bồi dưỡng là 4.000 đồng. 4.000 đồng là một show đấy. Hát từ 5 giờ chiều cho đến 9 giờ tối. Vâng, hát từ 5 giờ chiều đến 9 giờ chiều. Tại vì hát cho lúc người ta ăn uống mà. Đúng rồi, phục vụ. Người ta ăn chiều, vâng. Đây, thế để tôi xem lại những cái hình ảnh ngày Thu Vương cái hồi đấy xem như thế nào nào. Đây là 17 ấy. 17 đây. Vâng. Nhưng 17 mà trông chán thế này anh thấy người 17 mà hoa hậu có hiếp không à? Đây là. Đây 18 tuổi. Vâng. 18. Vâng. Đây lần đầu tiên vào Sài Gòn. Đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên vào Sài Gòn. Thì tôi đang băn khoăn đấy là không biết là tại sao mà hồi đấy là Phương nghĩ là Phương lại cắt đi cái mái tóc dài mà để cái tóc ngắn như thế này. Thì tại vì mình bị ảnh hưởng Tây mà. À. Bị ảnh hưởng nhạc Tây cho nên là thời đó là mặc may ô. Quần rồi, jean, rồi, quần da bó, đi bút, rồi. Tóc ngắn lên. Ui rồi đấy. Cho nên lúc này Phương vào Sài Gòn bắt đầu mọi người mới kiểu là hết hồn đấy. Tự nhiên thấy một ca sĩ ở ngoài miền Bắc vào. Xong rồi bước ra sân khấu ăn bận đúng như kiểu tomboy như thế này, hát có phải em mùa thu Hà Nội các thứ. Có phải em mùa thu Hà Nội là đúng rồi. Là khi mà hát ấy là đấy. Là nó thành hit luôn đấy, năm 97. Đúng rồi. Đấy. Hit luôn. Đúng rồi. Mà lại mặc cái phong cách này. Đúng rồi. Thế mới buồn cười chứ. có nghĩa là không hiểu tại làm sao mà tự nhiên mọi người cũng nói nhiều về cái chuyện là phong cách. Ví dụ cũng một tác phẩm về Hà Nội của nhạc sĩ Trần Quang Lộc, nhưng mà với Thu Phương hát thì Hà Nội lại rất là khác. Hà Nội không phải hẳn là rêu phong rồi phố cổ, mà Hà Nội tươi trẻ hơn, hiện đại hơn đấy. Hồi đó thì ngoài những cái bản tình ca mà Phương đã hát rồi thì nhưng Phương cũng mở đầu ra một kiểu hát khác là trên nền nhạc breakdance nhỉ. À, dạ vâng, đúng rồi. Thành lập cả cái nhóm đấy. Nhảy đấy, Discovery à? Đúng rồi, Discovery đó. Và lúc đó các bạn ấy là The Big Show. Big Show chỗ Cộng Thành đấy. Đúng rồi, xong rồi các bạn tự liên lạc và tìm Phương. Mở ra một cái giai đoạn. Đúng, một giai đoạn mà sinh viên thích lắm. Có nhảy ở trên sân khấu. Không khí nó tưng bừng này. Tôi đề nghị ban nhạc ơi, muốn lại phải tưng lên tí nhỉ? Bây giờ mấy cái bài này cho nó mấy đội này thuộc lắm. Bây giờ Phương ơi, tái hiện lại không khí đấy, rất trẻ, rất sinh viên đấy, bằng những cái bài hát nhạc nhảy này này nhá. Ôi thời đấy đọc rap với các thứ nữa cơ. Đấy. Put me up, put me down. Trời công nhận biết sợ xem lại cái đấy hồi đấy mình tưng bừng ghê chứ.
nhạc đấy mình không, sống cái, lại không khí vui quá. Cái lúc đấy á, là anh Vũ đọc rap này nó thứ ui cuộc hẹn cuối tuần. Rồi. Cảm ơn Thu Phương, thật ra là những đoạn vừa rồi thì cũng chẳng tập tành gì nhá. Báo cáo với vị khán giả đấy là ngẫu hứng chơi luôn. Thật là tuyệt, ngày ấy là một Thu Phương rất là biến hóa, rất là đa dạng đúng không? Mình nghĩ là tuổi trẻ mà. Đâu có gì đâu mà phải ngần ngại những cái chuyện đó, vì mình biết là chúng ta sai có thể sửa, hỏng làm lại đấy. Thì quãng thời gian đó cho Phương những gì nào? Quãng thời gian đó cho mình ngày hôm nay, cho mình những cái điều mà mình ngồi đây để mình có thể tự tin để nói là mình đã trải qua một cái giai đoạn như thế, âm nhạc của mình như vậy, tính cách, phong cách của mình, rồi khán giả đã từng yêu thương mình như nào, cái giai đoạn đó nó tích lũy cho mình ngày hôm nay. Đúng rồi, cái hồi nhá thì Phương có một cái dấu ấn rất lớn, biểu diễn sôi nổi vui vẻ, rất nhiều bài hát tiếng Anh, vâng, chắc là thuộc nhiều lắm. Vâng. Thế nhưng mà cái mà để lại một dấu ấn rất lớn trong lòng khán giả lại là những bài hát về mùa thu Hà Nội. Vâng. Thực ra gắn bó với mùa thu Hà Nội hay là hát những tác phẩm về Hà Nội thì đó là một phần trong đời sống con người mình đúc kết nhiều thứ để cho đến một thời điểm mình ngắm phải được, đủ hiểu ngắm, đúng ngắm rồi được, mình được đủ hiểu những con đường Hà Nội, những con người Hà Nội và đời sống của Hà Nội thì mình mới hát được. Hà Nội thì lúc nào cũng đẹp, thế nhưng mà với nhiều người ấy, và tôi đoán là với Phương cũng vậy thôi, mùa thu vẫn là mùa chắc chắn đẹp nhất. Đúng rồi, khi cái tiết trời mà bước sang thu bao giờ nó khiến con người tiễn trùng lại, xong lãng mạn hơn, xong mọi thứ dễ tha thứ cho nhau, dễ bỏ qua tất cả mọi thứ đều. Rồi, và Phương phân tích hoàn toàn đúng. Và tôi hỏi nó cũng không phải là tự nhiên mà tôi hỏi, bởi vì đơn giản chúng ta đang ở giữa mùa thu Hà Nội, và với những cái xúc cảm như thế thì nếu được hát một bài về mùa thu Hà Nội thì bây giờ Phương sẽ chọn bài gì? Phương sẽ chọn Có Phải Em Là Mùa Thu Hà Nội. Có Phải Em của cố nhạc sĩ Trần Quang Lộc. Phương sẽ chọn hát Thu Quyến Rũ của Đoàn Chuẩn Từ Linh và Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay. Trời ơi, toàn những bài hay. Tùy Phương thôi. Lên sân khấu thì này. Thì ban nhạc cứ đánh thì mình hát lên thôi. Lên sân khấu. Tháng 8 mùa thu lá khơi vàng chưa nhìn, từ độ người đi thương nhớ ấm thầm. Có phải em là mùa thu Hà Nội, tuổi phong sương ta cũng gắng đi tìm. Có phải em mùa thu xưa có bóng mùa thu thức ta lòng sáng mùa, một ngày về xuôi chân ghé thắng lòng buồn. Có phải em là mùa thu Hà Nội, ngày sáng thu anh lót lá em nằm bên trời sáng sương tóc bay. Thôi thì có em
đời đã hy vọng. Thôi thì có em, sương khói mời lên, có phải em là mùa thu Hà Nội? Nghe đâu đây là hoa và mình say, nghe đâu đây hồn chung. Rơi vàng tiếng gọi lễ mừng gặp nhau, xôn xao phím dương cờ, có phải em là mùa thu Hà Nội? Nghìn năm sau ta yêu bóng quay về, ơi mùa biết Thu Phương từ lâu, và tôi và rất nhiều người bạn của Thu Phương có nhận ra một điều rất là rõ về một tình yêu mãnh liệt cho âm nhạc. Dạ. Tôi thấy Phương có thể hát bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, bất cứ bài gì, vui cũng hát, buồn cũng hát, dạ, lúc nào cũng có thể hát được. Phải chăng âm nhạc đã trở thành một người bạn tri kỷ của Phương? Là một phần trong đời sống của mình. Bởi vì Phương nghĩ là nếu mà bạn càng nhiều
biến cố càng nhiều sóng gió thì âm nhạc lại càng cần thiết. Bởi vì ở đó xoa dịu được rất là nhiều điều. Và đặc biệt là với cá nhân Thu Phương là một người cũng bôn ba khắp nơi. Mà mình lại nói đúng ra là vì mình rất là yêu công việc của mình. Mình rất yêu nghề, mình rất là yêu khán giả. Mình yêu những cái tác phẩm giống như chính bản thân mình. Vô hình chung là tất cả những điều ấy nó sẽ... Nó gắn với mình. Nó gắn với mình và nó rất là tự nhiên. Phương nghĩ thế nào về dòng chảy âm nhạc của Việt Nam hiện nay? Dòng chảy âm nhạc thời điểm này thì đa dạng, tiếp cận nhanh, cập nhật nhiều, có nhiều điều kiện để một người nghệ sĩ đến với khán giả. Chắc chắn là bởi vì mạng xã hội, vì công nghệ, về tất cả mọi thứ. Và một cái thế hệ nghệ sĩ sau này, họ có tài năng, họ cũng có điều kiện nhiều hơn, có cơ hội nhiều hơn. Thế nhưng nó cũng đồng nghĩa chứ với cái chuyện là giữ những điều đó như thế nào, hoặc là chiều sâu, hoặc là chất lượng như thế nào để mà lâu dài. Thì Phương cho rằng đấy là mới là bài toán. Đó là một câu hỏi lớn đúng không? Đúng rồi. Chương trình cũng đã đi đến hồi kết rồi. Nếu có một lời nhắn nhủ dành cho khán giả yêu thương của Phương nói riêng và khán giả của Cuộc Hẹn Cuối Tuần nói chung thì Phương sẽ nói điều gì? Phương cảm thấy là mình có đủ duyên. Cho nên ngày hôm nay Thu Phương mới có mặt ở trong chương trình Cuộc Hẹn Cuối Tuần, được chuyện trò với anh Long Vũ, được gặp lại tất cả những người nghệ sĩ ở trên sân khấu này, những người nhạc sĩ mà Thu Phương rất là yêu họ. Thậm chí từ cách đây hơn 30 năm, rất nhiều lần mình đã xem chương trình này, mình đã nghĩ rằng mình hy vọng mình được mời đến đây ngồi. Nhưng mà nhiều khi không phải là mình muốn là được. Cho nên khi đã xảy ra thì đó là đủ duyên. Thu Phương cảm thấy là mình may mắn và cảm ơn chương trình. Và cũng nhân đây để gửi tới tất cả khán giả yêu thương mình rằng Thu Phương, thực ra mình cũng chỉ là một người nghệ sĩ muốn đóng góp bằng chính cái công việc của mình tốt nhất mình có thể làm được, trong một cái vai trò của riêng cá nhân mỗi người có mặt trong cuộc đời này. Người làm nhạc sĩ, người làm ca sĩ, người làm MC, mỗi người đều có một cái việc của riêng mình và cái trọng trách để làm cho tốt nhất. Thì Thu Phương là một người nghệ sĩ, mình có thể hát để có thể truyền cảm hứng, hay có thể gửi tới thông điệp, hoặc để chia sẻ buồn vui. Và khán giả yêu thương Thu Phương, đó là điều may mắn lớn lao nhất của mình rồi. Và xin cảm ơn khán giả đã luôn yêu thương Thu Phương rất nhiều năm qua như vậy. Xin cảm ơn quý vị. Tắt đèn này, Hồng à. Ôi giời ơi. Anh Long Vũ có sao, mệt không? Không, mệt. Quen làm lắm rồi. Nhưng mà phải hát thì đâu cũng... Đèn nó có hỏng đâu Phương ạ. Ôi trời đất ơi. Hôm nay là phát sóng ngày 8 tháng 10, ngày sinh nhật của Thu Phương là 9 tháng 10. Một chặng đường. Xin chúc mừng Thu Phương. Chúc mừng rất nhiều. Cảm ơn anh. Cảm ơn mọi người. Nào. Cảm ơn Cuộc Hẹn Cuối Tuần. Trời ơi, 50 năm một chặng đường. Và ôi, thật bất ngờ quá. Bất ngờ. Phương bây giờ hãy nhắm mắt, ước điều ước mà mình muốn nhất. Dạ. Và thổi nến cùng mọi người, cùng chúc mừng sinh nhật một lần nữa nha. Happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật Phương. Dạ. Cái bánh này thì tí nữa cả nhà đấy, mang về cắt bánh nhá. Đấy. Rồi. 50 năm mùa thu. 50 năm thôi, 50 năm mình nói bé thôi. 25 thôi. 25.
25 nhá. Ok, hãnh diện để khoe đi. Ừ, không có gì rồi hết. Ok, mọi người đã chúc mừng sinh nhật Phương rồi. Dạ. Đúng không? Bây giờ thì mời anh Minh rồi mời Oanh để chúng ta ngồi đây. Ừ. Và có lẽ là Phương cũng sẽ đáp lễ lại cái món quà sinh nhật này của mình bằng một bài hát, đúng không? À, đúng không Phương? Nhất trí chứ? Ok, nhất trí ạ. Rồi. Và bây giờ thì Phương sẽ hát bài gì nhỉ? À, chắc là Khi xưa ta bé đi. Khi xưa ta bé đi, Khi xưa ta bé đi. Khi xưa đôi ta bé ta chơi, đôi ta chơi bắn súng khơi khơi, chơi công an đi bắt quân gian, hiên ngang anh giơ súng ai tìm, anh bắn ngay em ngã trên sân, tiếng súng khi xưa ta sẽ không quên bao. Rất hay và Thu Phương vẫn như thường lệ biểu diễn hết sức là máu lửa, hết sức là tình cảm và chúc anh chị tiếp tục có nhiều sức khỏe để mãi mãi gắn bó như thế này. Dạ. Xin cảm ơn câu chuyện của Thu Phương, xin cảm ơn sự chia sẻ của anh Minh cũng như của anh trong chương trình Quẹn cuối tuần ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ bảy tuần sau 20 giờ trên VTV3.